Tôi bị nhức xương 10 năm nay rồi, do viêm khớp. Xương của tôi rất yếu nên cầm cái gì cũng không chắc. Buổi tối đi ngủ thì cơn đau nó dày vò mà là hành hạ, là làm cho tôi mất ngủ. Đâm là bị sút cân và cái đề kháng trong người giảm đi. Được ông bạn ông ấy giới thiệu một sản phẩm là Gen S. Nghe nói là cái sản phẩm này là được chiết xuất từ vây cá mập và sụn cá mập, nên sản phẩm dùng rất tốt và tôi quyết định sử dụng ngay. Và trong cái thời gian tôi sử dụng 2 tháng rồi đấy, mà bây giờ ấy, là xương khớp của tôi là cải thiện rất nhiều. Những cái cơn đau của tôi ấy, khi thời tiết thay đổi thì là bây giờ đã giảm đi 90%. Điều đáng nói là sản phẩm này ấy, là dạng viên sủi, đâm là dễ mang theo trong người và dễ sử dụng. Qua những lời chia sẻ của tôi muốn gửi cho các bạn một thông điệp là những người đau xương nhức khớp nên mua sản phẩm này về sử dụng. Tôi bị đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ cách đây được 2 năm rồi. Người nó rất khó chịu, nhất là khi nào thời tiết nó thay đổi, đi lại nó rất khó khăn. Coi như thế là nhiều khi bạn bè rủ đi đâu đi chơi là tôi toàn phải từ chối, bởi vì mình bị bệnh, cái bệnh đấy là coi thế là mình cũng cũng phải 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 đi, nó không thoải mái đâu, mình cũng không thích đi cho lắm. Tôi cứ nghĩ rằng là mình sẽ sống với cái bệnh này suốt đời. Một lần cách đây độ mấy tháng, con gái tôi nó giới thiệu một cái sản phẩm Gen S, sản xuất bằng cái công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Nó có các cái hoạt chất của sụn vi cá mập, đâm ra là thấy nó rất hiệu quả. Tôi rất mừng, và coi thế là dùng được 1 tháng thì thấy các cái bệnh của tôi nó đã chuyển biến rõ rệt, thì bản thân là rất là tự tin. Sau đó tôi dùng tiếp 3 tháng nữa thì hầu như các bệnh của tôi nó khỏi hẳn. Và nó là viên nén sủi rất dễ uống, không có tác dụng phụ, và bản thân thấy nó bệnh nó chuyển biến rõ rệt so với những các thuốc trước kia tôi đã dùng. Sau đó tôi dùng tiếp 3 tháng thì hầu như cái bệnh đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ của tôi nó được ổn định hoàn toàn. Và tôi nghĩ rằng ở trong nước Việt Nam mình mà có cái dây chuyền sản xuất sản phẩm này như thế thì mọi người có bệnh như tôi chắc cũng sẽ rất phấn khởi. Và sau khi tôi đã dùng cái sản phẩm này, tôi sẽ giới thiệu cho những người bạn bè, người nhà của tôi nếu bị bệnh như tôi sẽ dùng cái sản phẩm này rất tốt. Sản phẩm này sẽ được phổ biến rộng rãi trên thị trường và những người có bệnh như tôi sử dụng sẽ rất tốt cho sức khỏe và bản thân sẽ dễ vui vẻ, tự tin, phấn khởi hơn, thì ra ngoài cuộc sống con người ta nó sẽ tươi trẻ. Và rất cảm ơn sản phẩm Genhead. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.